tháng 3 là Lazada Sale. Mua gì cũng rẻ, cùng hàng nghìn deal hot mỗi ngày. Vâng, chị Linh. Mai chèo gãy rồi, căng thẳng mệt mỏi quá, hãy uống trà xanh không độ dầu chất ACCG, không lo căng thẳng mệt mỏi. Hello mọi người. Hello. Hello cả nhà mình. Đang giờ trưa các bạn đã ăn cơm chưa? Ôi lâu lâu không lên stream thấy ngại quá chị ạ. Ừ, ngại à? Ngại. Thế à, chưa ngại. Stream bao giờ? Ăn quên chưa livestream bao giờ? Đâu, em stream chữa để đại học nhưng mà cũng nửa năm rồi, thì hơn nửa năm rồi. À. Còn ước mơ làm streamer nhưng mà vẫn còn ngại. Sợ máy quay. Ừ, thế các bạn hãy comment động viên An Quyên giúp mình nhé. Hello các bạn, mình là Quỳnh Anh, đây là An Quyên. Chúng mình hôm nay ở đây để có một cái livestream về writing cho mọi người. Ừ, nói về stream, An Quyên ngại đúng không? Nhưng mà lại ước mơ làm streamer. Thế chắc chắn là ước mơ streamer thì kiểu gì cũng phải xem một vài người ấy. Idol của bà là ông Độ đúng không? Chú Độ. Anh Độ Minh Sinh. Idol của em là PewDiePie. Không biết mọi người đã nghe đến PewDiePie bao giờ chưa? Chị có nghe rồi ấy, anh đấy ngày xưa the là previous king of YouTube. Đúng rồi, đúng rồi. Xong rồi mọi người cứ bảo là anh Pew Pew của mình là lấy tên từ PewDiePie. Đó. Thì nhắc đến PewDiePie thì mấy năm vừa về trước thì em thấy không biết là có phải theo trend không thì PewDiePie cũng có đi, chị biết cái xét nghiệm mà để xem là mình bao nhiêu phần trăm người nước nào không? Có. Đấy thì PewDiePie là kiểm tra ra bao nhiêu phần trăm là người Thụy Điển là Viking á. Dạo này chị thấy trên TikTok ấy cũng có một cái filter ấy để người ta nhận diện mặt mình, sau đấy người ta lại chia là mình là bao nhiêu phần trăm châu Á, bao nhiêu phần trăm châu Phi này. Mình không tin lắm những cái filter trên TikTok ấy, chứ mà cũng thú vị mà. Không biết là có phải cái trend đấy nó len lỏi vào IELTS không. Mà dạo gần đây em thấy có một cái đề để nó liên quan đến vấn đề đấy. Cái gì mà chúng ta không biết là nên tập trung vào nghiên cứu lịch sử gia đình đúng không? Hay là nên tập trung vào những cái thế hệ hiện tại và tương lai? Rồi, ok. Đề hay đấy. Đề này đã có ở trên màn hình của các bạn rồi đấy ạ. Các bạn có thể xem cùng với bọn mình nhé. Em chuyển màn hình giúp em ấy. In many parts of the world, people do research on their family history. Some people believe that finding out about previous generations is a useful thing to do. However, others believe that it is better to focus on present and future generations. Discuss both view and give your opinion. Ồ, đề khá là dài.
đề khá là khó. Ừ, vừa dài vừa khó. Và phòng thi mà gặp đề này các cũng hơi run. Ờ, các bạn ơi, nếu mà chúng mình có hứng thú với cái đề này, các bạn thấy cái này cũng khó và các bạn muốn bọn mình giải đề này á, thì các bạn có thể comment gì đấy, hello các thứ để bọn mình có thể biết là các bạn sẵn sàng rồi, chúng mình bắt đầu nhé. Nào các bạn ở đây đã sẵn sàng vào chữa đề rồi, chúng mình có thể comment một cái gì đấy, hi, hello gì đấy, comment số 1 cũng được để mình biết là các bạn đang ở đây. He he. Tự comment cho chính mình. Hi. Đấy mọi người comment đi ạ, mọi người comment để bọn mình biết là có khoảng bao nhiêu bạn đấy đang ở đây, chúng mình sẽ bắt đầu chữa đề nhé. Đây, cho đề thật là to ra. Đề khó thật, không nghĩ ra idea gì luôn. Ok, ở đây mình có một cái câu hỏi là discuss both views and give your opinion. Đó, với đề discuss both view này thì chắc chắn ở lớp ấy thì An Quyên sẽ hướng dẫn các bạn học sinh làm cái đề này như thế nào nhỉ? Nếu mà đã yêu cầu như nào thì chúng mình sẽ làm y hệt như thế thôi. Nếu đã bảo là discuss both views thì em sẽ để các bạn ý nói chính ra về phần thân bài, đúng không ạ? Thì chia ra làm hai đoạn. Thì một đoạn sẽ nói về view thứ nhất, đó, về việc là do research on their family history. Và còn lại, đoạn thứ này còn lại thì sẽ nói về vấn đề it's better to focus on present and future generations. Tất nhiên là chia như thế nào, thứ tự như thế nào thì còn tùy vào ý của mình nữa, ủng hộ bên nào hơn. Đúng rồi, ở đây mình có đề bài mình có hai phần đúng không ạ? Đây, đây là phần 1. Mình sẽ đổi màu đi nhé. Nào, có thể đây là phần 1. Là một số người thì tập trung vào việc là tìm hiểu cái lịch sử gia đình. Người ta nghĩ rằng điều đó là có ích. Và đây là phần 2. Tuy nhiên một số người lại tin rằng là mình tập trung vào hiện tại và tương lai thì tốt hơn. Bởi vì như An Quyên nói, đề này thì mình sẽ phải discuss cả hai phía. Mỗi body mình sẽ discuss một phía đúng không? Nhưng mà còn về việc là sắp xếp cái nào, body 1, cái nào, body 2 thì mình vẫn còn phải tính thêm nữa. Bởi vì là trong một cái bài mà có hai body ấy, cái ý mà mình thích hơn ấy thì thường là mình sẽ để ở đằng sau, ở body 2. Nhưng mà các bạn cũng không cần phải lo ngay từ đầu là mình đã phải sắp xếp body ngay từ đầu đâu. Mà thường là sau cái bước mà chúng mình viết dàn bài ấy, thì nếu mà chúng mình kiểu cảm thấy được thuyết phục hơn bởi cái idea nào thì mình có thể đổi vị trí hai body cũng được. Ok. Và đương nhiên là phải nhớ give your opinion sau khi đã discuss both views nha. Đúng rồi. Vậy thì ở đây nhá, mình có hai idea nhưng mà mình cũng chưa biết là cho cái gì vào body 1, cho cái gì vào body 2 vội. Bởi vì mình cũng chưa phân tích mà. Nên là nói thật ngay từ đầu viết giản bài mình cứ làm lần lượt đi. Làm lần lượt đi đã. Rồi, đây là bây giờ đến lượt mọi người ạ. Mọi người comment giúp mình được không ạ? Đấy là tại sao người ta lại nói rằng là mình nên tìm hiểu về lịch sử của gia đình ạ? Nếu mà mình bây giờ đang ở năm 2024 và mình đang ở đây, bố mẹ mình đang ở đây, ông bà mình đang ở đây, nhưng mà mình lại còn muốn tìm hiểu về thời ông bà, thời tổ tiên nữa ấy, thì liệu lý do có thể là gì ạ? Tò mò xem mình có phải con cháu của quý tộc hay không? Hay là ở gầm cầu nhặt được? Ơ kìa. À, mọi người comment giúp mình nhá. Có thể đưa ra lý do của cá nhân bạn ấy. Nếu các bạn đặt bản thân mình vào cái vị trí là người tìm hiểu về tổ tiên ấy, thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về cái quá khứ lịch sử gia đình mình thì lý do sẽ là gì? Ví dụ như Taylor Swift thì như là con cháu của quý tộc mà đúng không? Em thấy... Thật hả? Chị không biết. Em thấy mọi người bảo là cháu đời thứ mười mấy của vua hay là chúa gì ấy. Nhưng mà khi tìm hiểu về cái tổ tiên nhà mình mà mình là vua là chúa nghe nó cũng xa hết cả con người ra còn gì nữa. Thế An Quyên đã bao giờ tìm hiểu về nguồn gốc gia đình mình chưa? Em cũng muốn lắm nhưng mà em chưa có cơ hội. À thế
Mặc dù em nghĩ là 100% em là người thuần Việt thôi. Một câu trả lời rất hoa hậu luôn ấy. Em muốn nhưng mà thể thêm một vế nữa đúng không? Đấy là trong tương lai nếu có cơ hội em sẽ ok. Để xem mình có nên test thật hay không để viết xong bài này đã. Xem có lý do gì. Đi xa quê. Đi xa quê xuất ngoại, sinh ra nước ngoài, muốn tìm hiểu về nguồn cội. Đó, à, đấy cũng là một lý do khá là thú vị đấy chứ nhở. Để biết là mình là người nước nào đúng không? Tổ tiên mình là ai? Có những cái thói quen hay có những phong tục gì? Đấy cũng là một cái khía cạnh khá là vui trong cuộc sống để mình tìm hiểu ấy. Rồi, ok. Rồi, ý kiến của Alex Phạm mình thấy rất là hay ấy. Và bọn mình thật ra là cũng có một cái idea liên quan đến cái vấn đề đấy. Nhưng mà bọn mình lại để sau cơ. Cái idea đầu tiên mà bọn mình nghĩ đến ấy thì cái nó gì lại nó thực tế hơn. Ừ, nó thực tế hơn và nó sẽ có ích ngay cho mọi người tại thời điểm này. Đấy là về các cái căn bệnh ấy. Thì theo như mọi người biết ấy, là bệnh thì nó có rất là nhiều nguyên nhân gây bệnh. Bệnh có thể gây ra do môi trường này, do thói quen sinh hoạt này. À, có một cái lý do mà nó thường là khá là khó chữa ấy, đấy là lý do về di truyền. Nhưng mà dù là gì đi chăng nữa thì một cái căn bệnh ấy, nếu muốn có một cái cách phòng chống hay là một cái cách chữa nó hợp lý ấy, thì mình đều phải biết một cái nguyên nhân chính xác ấy. Nên khi mà mọi người đi khám, người ta sẽ phải tìm ra cái nguyên nhân đầu tiên. Vậy thì khi mà mình tìm hiểu về cái lịch sử gia đình mình ấy, thì biết đâu mình có thể biết được là có một cái căn bệnh gì đấy nó di truyền ở trong gia đình. Thì nếu mà các bạn đọc nhiều hơn nữa ấy, về sinh học ấy, thì các bạn biết có silent genes, gen lặn. Nó có thể không xảy ra với cái đời ngay trước mình hoặc là hai đời trước mình, nhưng mà nó lại xảy ra khoảng 5 đời, 7 đời, 10 đời thì nó cái gen lặn nên nó có thể hoàn toàn xuất hiện lại. Thế nếu mà mình chưa nắm được là nó là do gen di truyền ấy, cái việc chữa trị nó có thể khó hơn, lâu hơn, tốn kém hơn. Idea đầu tiên bọn mình sẽ hướng đến việc là về tìm hiểu về gia đình để biết xem là có cái căn bệnh nào di truyền trong gia đình mình không ấy. Ok. Body 1 nhé. Mình sẽ đây, sorry, mình sẽ viết lên đây luôn. Đây là body 1. Các bạn ơi, trước khi mà mình đi vào những cái idea, các bạn đừng quên viết topic sentence nhé. Topic sentence chỉ đơn giản là mọi người sẽ paraphrase lại cái câu này. Đúng rồi. Ok. Topic sentence. Mình paraphrase lại cái câu này thôi. Để mình phải paraphrase luôn nhỉ? Luôn không? Được. Tí nữa đằng nào mình cũng sẽ viết lại cái đoạn đấy. Ờ, hay tí nữa mình viết lại nhá. Thì mình sẽ paraphrase sau nhá mọi người nhá. Rồi, idea 1 ạ. First này. We're going to like get more information about inherited medical conditions, right? Inherited là được di truyền đúng không? Hoặc là được thừa kế. Medical conditions ở đây mọi người có thể dùng để thay cho từ diseases nếu như chúng mình thấy cái từ đó nó không đủ sang. Chúng mình có thể dùng medical conditions để nó sang hơn. Đó, khi mà mình tìm hiểu về các cái gen lặn đây đúng không ạ? Liệu là trong nhiều đời trước mình có một cái gen lặn gây ra một căn bệnh nào đấy không, và mình có cái khả năng mắc phải không ấy, thì ngay lập tức là mình sẽ có một cái ý thức là mình phải tìm cách phòng chống nó thôi. Right, so mình để kênh này early awareness. Nhận thức được vấn đề đó, awareness, và từ cái việc mà chúng mình nhận thức được thì chúng mình sẽ sẵn sàng để sau này mình có thể đi chữa hoặc là đi chữa sớm luôn. Readiness For prevention. Prevention này. Rồi, ok. Chắc là hỏi các bạn một chút nhé. Đấy. Mình có một từ vựng hỏi mọi người nhé. Mọi người comment nhé. Đây này, mình sẽ thấy có một cái trình tự nó khá là mạch lạc này. Khi mình có thông tin này thì mình sẽ có nhận thức sớm, mình sẽ có sự sẵn sàng sớm để mình phòng bệnh đúng không ạ? Nhưng mà nhỡ là mình mắc bệnh rồi hoặc đang ủ bệnh thì mình sẽ có cái thông tin về nguyên nhân một cách chính xác để mình có thể có một cái phương pháp chữa bệnh nó chính xác hơn. Thế thì
Các bạn comment cho mình từ cách chữa là gì ạ? Cách chữa bệnh. Mình cũng sẽ là nhiều từ để có thể diễn đạt được ý này. Yeah, just kiểu một cái từ mà nó đơn giản thôi nha mọi người nhé. Bọn mình sẽ bắt đầu với những cái từ mà nó đơn giản thôi. Comment cho mình cách chữa bệnh với ạ. Trong lúc các mọi người comment thì mình sẽ viết tiếp cái dàn bài này. Prevention này. Và đến khi này, kể cả khi nhé. They are already suffering. Hoặc là trước suffering mình có thể nói đề cập đến incubation period, là thời gian ủ bệnh. Already in the incubation. Incubation. Yeah, period. Period. Or yeah. Đó. Thì có sẽ tạo ra được một cái cure. Cách chữa bệnh mà nó hợp lý, bởi vì mình đã biết được nguyên nhân chính xác. Oh, hello Minh Nguyễn. Minh Nguyễn là học viên của em. Học viên của anh. Rất là vui khi mà có các bạn học sinh quạt lớn. Quạt chị An Quyên à? Ok, thank you. Now, Alex đã cho một từ cure. Mình ngoài từ cure mình có những từ gì nhỉ? Từ cure cũng là một từ tốt ạ. Có thể tạo ra được appropriate, chọn ra được appropriate cure hoặc là gì nhỉ? Cure thì thường nó sẽ là kiểu thuốc giải cho cái gì đấy, hoặc là nó hay dùng để kiểu nói về thuốc hơn. Thuốc chữa, phương pháp chữa một cái gì đấy. Mình có thể nói một cái gì đấy mà cái này là chữa được rồi thì mình gọi là cure. Và trong thời gian kiểu vẫn đang chữa trị mình có thể dùng một từ khác. Mọi người có nghĩ ra từ gì không ạ? Đó, chữa mình bắt đầu bằng chữ T. Yeah. Chơi thử mất. Chơi phương pháp chữa trị. Chơi món kỳ diệu à? Cure thì hay đi về phương thuốc hơn. Nhưng mà ở đây thì chúng mình muốn nói về kiểu phương pháp chữa trị thì chắc là sẽ hợp lý hơn là phương thuốc. À, therapy á hả? Therapy nó là một cái sự trị liệu nào đấy. Em nghĩ là có một từ khác cũng hợp lý hơn là therapy nữa. Các bạn nói ra chưa? Therapy ấy, nó hay dùng trong những trường hợp như thế nào nhỉ? Ví dụ như là trị liệu tâm lý chẳng hạn thì mình dùng tâm lý. Therapy, hoặc là mình đang có vấn đề kiểu trị liệu vật lý trị liệu cũng có thể dùng therapy. Ở đây đang kiểu nói bệnh ở bên trong. Kiểu therapy nó như những cái bài tập ấy nhỉ? Yeah. Rồi ok, mình sẽ có từ treatment nha mọi người nhé. Yeah, nếu mà mọi người muốn nói đến phương pháp chữa trị thì dùng treatment. Rồi ok. Nice. Vậy là chúng mình đã xong cái idea đầu tiên của cái body 1 ấy. Mọi người check lại giúp mình nhé, xem có muốn hỏi thêm gì không. Trong lúc mà mọi người đang check lại và suy nghĩ câu hỏi thì mình có thể brief một chút. Các bạn ơi, khi mà mình viết một cái bài writing ấy, kể cả writing hay là speaking, thì có một cái tiêu chí mà mình nên chú ý. Đấy là cái idea nó phải mạch lạc. Nó phải có một cái sự gì nhỉ? Tuyến tính, tiếng Việt là gì? Tuyến tính mà. Nó có sự tuyến tính, nó có sự mạch lạc, nó có sự gọi là đi từ đây đến kia theo một cái trình tự gì đó. Ví dụ ở đây ấy, các bạn có thể thấy là mình có một trình tự thời gian đúng không? Bước 1 là mình đi tìm hiểu thông tin đã. Bước 2, khi có thông tin thì mình sẽ có cái những cái biện pháp phòng chống. Sau đó thì nếu mà phòng chống rồi thì mình sẽ đến cái giai đoạn là nếu đang ủ bệnh hoặc là đang phát bệnh rồi thì mình sẽ có những cách chữa mà nó phù hợp. Khi mà mình viết một cái dàn bài chi tiết như thế này, tí nữa viết bài sẽ khá là nhanh đấy mọi người ạ. Thật ra khi ở trên lớp pre-senior và senior ấy, thì mình cũng nói với học sinh là tùy mọi người thôi. Khi mà mọi người viết bài ấy, cái việc bắt buộc là phải viết dàn, còn tùy là mọi người viết chi tiết đến đâu. Nếu mà viết không chi tiết thì tí nữa viết bài nó sẽ lâu. Còn nếu mà càng viết chi tiết thì đến lúc viết bài mình đã có rất là nhiều những từ vựng và idea ở đấy rồi, nó mạch lạc rồi, mình chỉ cần thêm từ nối là ok. Rồi, ok, thank you, đúng rồi. Alex bạn đã bảo là treatment, good job. Mình chuyển tiếp đến ý thứ 2 nhé. Không biết là trong khoảng thời gian vừa rồi có ai nghĩ ra được thêm ý gì không ạ? Hello mọi người, hello các bạn mới vào. Giờ chúng mình đang chữa một cái đề writing nhé. Là tìm hiểu về lịch sử gia đình trong quá khứ hay là nên tập trung vào thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai. Chúng mình đã giải quyết xong cái idea đầu tiên của body 1 rồi. Đấy là mình tìm hiểu về quá khứ này,
Lý do là vì muốn biết một số những cái thông tin về bệnh di truyền ấy, có những cái action tốt hơn trong việc phòng và chữa bệnh. Đó. Thế còn ý số 2 nhỉ? Ý số 2 là một ý mà vừa nãy em bạn Alex Phạm có comment. Ừ. Yeah, mình có thể phát triển ý đó. Ừ. Ok. Bạn ấy nói là đi học nước ngoài cảm thấy xa quê, nhớ về quê hương, muốn tìm về nguồn gốc của mình để một phần nào đấy mình cũng cảm thấy là an quên biết vì sao khi mà ở nước ngoài ấy, khi mà mọi người xung quanh không nói tiếng Việt, chỉ một mình nói một thứ tiếng, xong rồi phong tục cũng khác này, tiếng nói khác này, thói quen cũng khác ấy, thì mình cảm thấy nó bị cô đơn ấy. Ừ. Thậm chí kể cả em nghĩ là những người mà họ nhập cư nhiều thế hệ rồi, họ ở bên đấy, nhưng họ vẫn muốn tìm về xem là nguồn cội của mình. Ừ. Kể cả sống ở đấy lâu rồi nhưng nó vẫn có một cái cảm giác gì đấy nó hơi off. Yeah. À, anh Quyên xem Crazy Rich Asians chưa? Em xem rồi, kiểu banana, yellow on the outside, white on the inside. Các bạn chắc là ở đây cũng có một số bạn đã xem Crazy Rich Asians rồi. Đấy là một bộ phim khá là kinh điển để nói về việc là văn hóa của phương Đông, phương Tây ấy, nó giao thoa với nhau ấy. Thì có một chị là người gốc Trung Quốc đúng không? Nhưng mà đã sang Mỹ sống từ rất là nhỏ rồi và đã tiếp thu tất cả những cái văn hóa của Mỹ, thói quen của Mỹ. Nhưng mà đôi khi ấy, khi mà chị ấy yêu một anh người châu Á ấy, thì chị ấy vẫn có cái cảm giác đồng điệu. Ừ. Mặc dù có nhiều cái quan điểm ấy cũng không đồng nhất với nhau nhưng mà somehow vẫn cảm thấy đồng điệu. Và mẹ chị ấy nói là bên ngoài con là American nhưng mà inside thì deep down inside con vẫn là một Asian ấy. Thế nên là dù mình có sống ở nước ngoài bao lâu chăng nữa thì somehow ấy nó vẫn là it's in your blood. Yeah. Thế chúng mình có thể phát triển ý đó. Ừ. Đấy là cái cảm giác ở nước ngoài mình cảm thấy bị cô đơn đúng không? Nên là mình rất cần tìm hiểu về nguồn cội của mình để có một cái cảm giác là mình thuộc về một tập thể, một cái xã hội nào đấy mà mình được giống mọi người giống mình ấy. Đó. Có cái từ có cảm giác thuộc về, các bạn có thể comment giúp mình được không ạ? Đó, mình, trong lúc các bạn comment thì mình sẽ triển khai idea một chút nhé. À, mình sẽ cần cái từ là có cảm giác thuộc về. Yeah. Okay. So we can start with learning about traditional practice. Yeah. For example, like the habits, routines, rituals. Rituals là những cái gì nhỉ? Lễ nghi à? Gọi là gì? Nghi thức đúng không? Yeah. Đó thì mình sẽ biết được cái nhân dạng của mình là ai, là người châu Á, là người Việt Nam, có những cái nét văn hóa như thế nào. Identity. Đó. Mình hiểu được cái nguồn cội của mình thì mình sẽ có cảm giác là mình được thuộc về một tập thể nào đấy, chứ mình không cô đơn trên cái thế giới này. Cho mình xin cái từ cảm giác thuộc về đi. Một cảm giác gì đấy, chúng mình hay đi về một từ. Mọi người comment nhé, mình cứ viết làm bài cho mọi người thôi. Cho mình xin từ cảm giác thuộc về. Through understanding roots. Cái nguồn cội của mình thì mình sẽ tạo ra một cảm giác thuộc về. Gì đây ạ? Cái dấu gạch dưới đâu nhỉ? À đây. Mọi những người không dùng bàn phím cơ. Nào, hãy cho tôi một từ cảm giác thuộc về nào. Có cố gắng không? Cố gắng quá luôn ấy. Đó. Được chưa? Thảo Anh, cái từ mà từ cảm giác thuộc về dịch tiếng Việt nó bị xến luôn. Tiếng Việt nó không có từ sense, này. Sense. Bạn good job. Là một cái cảm giác thì là từ sense này. Chính xác. Từ sense mọi người có thể đi với rất nhiều danh từ khác để nói về một cảm giác như thế nào đó. Thật ra nhá, cái cảm giác này ấy, có lúc thì là thật, có lúc thì là không thật. Nhưng mà mình thấy trong nhiều trường hợp ấy, nó không thật. Ví dụ nhá, chẳng hạn chị thấy nhá, có rất nhiều đứa trẻ nó sống cùng với ông bà, sống cùng với bố mẹ, vẫn đi học hàng ngày bình thường, nhưng quan trọng là không ai chơi với nó cả. Thế nên là nó vẫn có một cái cảm giác là nó cô đơn ấy. Về mặt thực tế vật lý thì nó không hề cô đơn, bởi vì rõ ràng là he is surrounded by a lot of people này, his family and then friends and teachers, nhưng mà nobody cares. Right. So nó sẽ là sense of loneliness hoặc là sense of isolation chẳng hạn.
Thế thì cái sense đấy nó chỉ đơn giản là cái mà mọi người cảm nhận thấy thôi. Người ta cảm nhận thấy thôi, chứ còn thực tế thì nó chưa chắc là như thế. Mình nó thấy các bạn ấy đã bắt cầu có đáp án của chúng mình rồi. Ok, good job. Yeah, very well done. Sense of belonging, right? Chơi đuổi, chơi chiếc nón kỳ diệu cũng hay phết đấy nhỉ. Mọi người thích chơi chiếc nón kỳ diệu không ạ? Ok, yeah. Ôi nhưng mà An Quyên biết chiếc nón kỳ diệu không đấy? Hay là kiểu chị quá lớn ấy? Có biết, khiếp bà. Rồi, ok. Kiểu chữ L, có ba chữ L. Cái mình thấy cái khái niệm này ấy, nó hơi mơ hồ một tí nhưng mà khá là học thuật ấy. Bởi vì các bạn thấy là trong cái bài thi IELTS writing của mình ấy, mình cần phải viết học thuật đúng không? Đôi khi nó hơi bị triết lý một tí ấy. Đây là một cái thứ mà ít khi trong đời sống mà mình nhắc đến, nhưng mà ở một cái tầm triết học nào đấy thì nó rõ ràng là có. Okay. Không biết là sense of belonging này mọi người đã bao giờ nhìn thấy nó ở trong cái tháp nhu cầu, mọi người biết cái tháp nhu cầu của Maslow không ạ? Yeah, thì nó là một tầng ở trong tháp nhu cầu của Maslow đúng không? Mọi người nhớ là tầng mấy không? Tầng mấy rồi mọi người nhỉ? Tháp nhu cầu Maslow nó có 5 tầng đúng không? Đi, nó đi từ những cái gì fundamental nhất, những cái cơ bản nhất cho đến những cái mà nó higher levels, những cái nhu cầu gọi là gì nhỉ? Chúng mình phải có cái ở dưới trước, rồi chúng mình dần dần mới cần những cái ở bên trên. Đúng rồi, chính xác. Những cái cơ bản ví dụ như là chỉ cần ăn thôi, có cái mái nhà thôi, thế là vui rồi. Nhưng mà càng lên trên cao thì mình sẽ càng cần nhiều thứ hơn nữa. Nó sẽ càng đi sâu vào cái tâm hồn của mình đúng không? Tâm, nội tâm, nội tâm. À, that's deep, that's deep. Okay, thì for more information thì cái này nó thuộc về tầng thứ 3 đúng không ạ? Của tháp nhu cầu Maslow. Nhưng mà chúng mình không cần phải nhắc đến cái đó ở trong IELTS Writing. Yeah, chúng mình chỉ cần là trao đổi thôi. Yeah. Chỉ cần đơn giản chúng mình nói là nó sẽ đáp ứng một trong những cái nhu cầu cần thiết, những nhu cầu của con người đúng không ạ? One of the essential human needs. Có một cái mình thấy rất là hay khi mà viết bài writing hay kể cả trả lời speaking ấy, đấy là khi mà mình đưa ra những cái thông tin mà đương nhiên nó đơn giản nhưng nó mạch lạc thì cũng đã là ăn điểm rồi, nhưng nếu mà mình có cái khả năng mà đưa ra những cái thông tin mà nó hơi chiều tượng thêm một chút ấy, thì nó sẽ phù hợp với cái tiêu chí học thuật của một cái bài writing speaking nhỉ. Ok, that's cool. Thế chúng mình đã có hai ý có vẻ rất chắc đúng không? Mình đi khá là sâu từng ý này của body thứ nhất rồi. Chúng mình có thể chuyển sang body thứ hai. Rồi, ok, body 2 nhá. Đây, however others. Body 2 này. Tuy nhiên thì người ta tin rằng là nếu mà mình tập trung vào hiện tại và tương lai thì sẽ tốt hơn là cứ ngồi mải mê với quá khứ đúng không? An Quyên cũng nghĩ thế không? Em cũng phải là một người hay nghĩ về quá khứ tiếp. Em là một người sống trong quá khứ. Thật hả? Kiểu, trông không giống thế. I can't tell ấy, đúng. Như kiểu không nhìn trông không giống là sống trong quá khứ. Trước đi ăn chị chẳng bảo em là người lý trí còn gì. Trong như chị với Khoa Vũ người tình cảm không hề nha. Không hề nha. Thật hả? An Quyên sống trong quá khứ à? Ờ. Nhưng mà ấy, An Quyên có nhận ra là cái việc mà mình sống trong quá khứ ấy, nó có một cái vấn đề gì không? Vấn đề là mình không thể bước tiếp được á. Ờ, chị cũng cảm thấy khó tiến lên. Ồ không, cái này là mình chị reflect thật ấy. Chị reflect về bản thân trong thời gian vừa rồi, xong rồi cảm thấy là mình sống trong quá khứ nhiều quá không? Tiếc này. Mình có thể làm tốt hơn này. Ờ, thì nó bị không có ích ấy. Nó bị mất thời gian ấy. Mất thời gian. Trong khi cái hiện tại và cái tương lai của mình ấy thì mình có thể thay đổi được, còn quá khứ thì không thay đổi được. True. Thế cả ấy, có nhiều cái ở trong quá khứ ấy thì thật ra là nếu mà mình bảo là mình rút kinh nghiệm các thứ ấy, nó cũng tùy ấy. Có những cái mình rút kinh nghiệm được, nhưng có những cái mà mình bảo là ngày xưa đáng ra mình phải làm thế này nhưng bây giờ mình áp dụng y hệt cái bài học đấy đến bây giờ thì nó lại không hợp lý nữa. Đúng rồi. Cũng giống như các streamer bắt đầu từ thời của PewDiePie thì nó sẽ dễ hơn, bây giờ thì ai cũng là streamer. Đúng. Nó khó để nổi tiếng phí sự như thế. Thế chúng mình có thể biến nó thành một cái idea cho ý này. Thật ra thì chúng mình đã plan trước một chút về cái idea của cái body 2 ấy. Thì cái chúng mình vừa nói chuyện với nhau ấy, mình lại đặt nó idea 2. Thì mình cứ idea 2 trước nhá. To begin with mình cứ để trống đã nhá. Đó, thì mình sẽ idea 1 sau ạ. To begin with này. Mình nói idea 1 sau ạ. Còn furthermore. Có dự chiều chữ R không ấy? Không, đúng rồi.
Yep, insecure thế. Về chính tả, đúng, chính xác đấy. Furthermore này, thì trong này this ever changing đúng không? Ever changing time. Time này thì có nhiều cái mà mình không thể áp dụng cái bài học quá khứ cho hiện tại được nữa. Đúng, mà cha ông ta làm được nhưng giờ thì ta không làm được như vậy nữa. Exact. Mà bây giờ ấy, cái thời đại nhất là nếu mà cuộc sống của mình ấy, thì nó cũng chỉ qua vài năm thôi, nhưng nếu mà gọi là mình nghiên cứu về nhiều đời trước ấy, nó tính bằng trăm năm ấy, thì cách đây 100 năm ấy, nó chưa có một cái yếu tố để thay đổi thế giới nhanh như bây giờ. Nhờ? Đó chính là cái mà chúng ta đang dùng để livestream. Thì internet hay mình có thể nói lớn hơn ấy, technology này. Technology này. Đó, nó sẽ đã và đang changing này. Đó, our lives at a very fast pace. Và đấy là lý do vì sao mà những một số những cái lessons in the past này, some past lesson này. À, cho mình xin từ áp dụng được đi. Một số những bài học trong quá khứ thì không thể áp dụng được ở thời điểm hiện tại. Lại chơi để mà chơi chấm cái rượu nhá. Đấy. Rất cố gắng. Khó quá. Sao nào? Mình có bao nhiêu chữ rồi? 1 2 3 4 5 à. Mình gợi ý một cái 1 2 3 4 5 này. Đây, đây, được chưa? Không còn áp dụng được nữa. Cái từ áp dụng các bạn biết mà đúng không? Anna, đấy. Đó, mình sẽ viết cho các bạn một chút ví dụ nhé. Mọi người cho mình xin từ nhé. Chẳng hạn là in the past, ngày xưa các cụ có hay kể chuyện đúng không ạ, là đi học vất vả lắm, trèo đèo lội suối. Thế là ngày xưa thì cái sự chăm chỉ, cần cù chăm chỉ đúng thì là một cái đức tính mà rất cần thiết, và gần như nếu mà mọi người chăm chỉ mọi người thể làm được bất cứ cái gì. Có một từ xịn hơn, work hard, diligence đi. Diligence. Thì nó sẽ tạo ra, có thể tạo ra nhá, cái kết quả tốt. Mình tự dùng từ favorable nhá. Đó. Bất nào đi. Nhưng thời điểm hiện tại mọi người thấy là chăm chỉ nó không đủ nữa. Bây giờ cái chìa khóa dẫn đến thành công phải là cái gì? Đang bảo là công nghệ nó đang thay đổi đời cuộc sống của chúng ta rất là như nhanh, vậy thì cái việc mà chúng ta cần thành công được, chúng ta cần phải có công nghệ. Thật ra thì chăm chỉ thì vẫn được, nhưng mà lâu ấy. Nếu mà mình cứ chăm thì thôi, nó không còn là chìa khóa nữa. Nó thì... là một phần không thể thiếu, nó không còn là chìa khóa nữa. Người ta đã tiến hóa đến bậc nào đấy rồi thì mình vẫn là mãi mãi theo sau thôi. Cái đấy nó rất là khó cho mình trong cái cuộc sống đúng không ạ? Trong cái việc mình phát triển công việc và cả phát triển bản thân nữa. Thế nên là cuối cùng thì mình vẫn cần là technology này. Technology. Đó. Làm chủ công nghệ. Công nghệ đang mastering. Use of technology này. Gì chính ta. Mastering này. Phải cả fast pace chứ này. Keystroke của mình. Không. An Quyên đã đi thi máy tính chưa? Chúng mình chưa. Em toàn thi giấy rồi. Em toàn kiểu chị đấy thì... người sống trong quá khứ ấy chị. Caveman. Cavewomen. Chị thi máy tính 2 lần ấy. Thì chị đều là phải vừa type và vừa check spelling. Đã vừa type vừa check spelling rồi nhá, mà khi viết xong vẫn check spelling một lần nữa, vẫn tìm ra phải đến 5-7 lỗi spelling ấy. Thì cái này là chuyện không phải là hiếm đối với mọi người đâu. Nhưng mà thế nó tạo cho mình một cái bài học ấy, là nhắc nhở bản thân mình khi mà mình vừa viết mình nên vừa check spelling là cái thứ nhất này, và cái thứ hai là cố gắng viết bài nhanh để mình dành cái thời gian khoảng 5 phút cuối giờ mình check lại spelling. Bởi vì viết tay chính ra không bị sai lỗi chính tả như viết máy ấy. Tùy người thôi, bọn mình viết máy hơi kém. Technology này is the key này. In many fields đúng không ạ? Rất là nhiều những ngành bây giờ ấy, muốn phát triển thì phải có công nghệ. Ví dụ như là ngành gì nhỉ, An Viên nhỉ? Kể cả ngành giáo dục của chúng ta thì chúng ta cũng có thể được đấy đúng không? What we are doing now? Education đi.
nếu mà không có công nghệ ấy, thì bọn mình không thể tiếp cận với các bạn học sinh ở xa được ấy. Hiện tại các bạn biết là The Echo Shop chỉ có cơ sở ở Hà Nội này, ở Bắc Ninh và ở Sài Gòn. Khi mà bọn mình dạy online, bọn mình gặp được học sinh ở rất nhiều nơi ở trên thế giới luôn ấy. Các bạn học sinh ở nước ngoài, ở Úc vẫn học mà. Em có dạy một số bạn du học sinh ở Nhật. Các bạn có biết tiếng Nhật không? Yeah, obviously. Tại vì nếu mà ra nước ngoài thì họ phải biết tiếng Anh và tiếng Nhật đúng không? Ừ, nhưng tùy nhá, có nhiều bạn đi Nhật ấy thì biết tiếng Anh thôi, bởi vì là bạn ấy học trường tiếng Anh. Kiểu nếu mà bạn ấy muốn sống một cái cuộc sống đúng nghĩa của một người Nhật và tìm hiểu văn hóa thì bạn ấy sẽ cố gắng học thêm tiếng Nhật, nhưng mà it's not a must ấy. Ừ, nếu mà chỉ sống trong trường thôi thì không cần. À rồi, ok, thank you, đúng rồi, ở đây mình thank you Alex, mình ở đây mình có từ applicable nhá. Applicable. Ok. Nice. Chúng mình có thể quay trở lại với cái ý ở trên kia. Hay. Thì chúng mình đang muốn để bài viết nó thuyết phục hơn ý. Thì chúng mình muốn debunk luôn cái ý 1 ở body 1. Mình bảo là mình phải nghiên cứu về lịch sử gia đình mình thì mới biết bệnh đúng không? Nhưng mà bây giờ đó, lại đang nhắc đến công nghệ đúng không? Sợi. Thì nhờ vào sự phát triển của công nghệ chúng mình hoàn toàn có thể biết được những cái bệnh di chuyển, những cái bệnh ở trong gen của chúng mình bằng cách đi khám. Là đi khám. Đi khám thôi là nó sẽ ra modern technology này. Modern technology thì mình có thể detect được những cái căn bệnh khá là sớm, ở giai đoạn sớm. Diseases. By medical checkup. By medical checkup. Đó. Mình có từ là khám sức khỏe là medical checkup nhé mọi người nhé. Còn hiện tại ấy, các bạn thấy là khám sức khỏe định kỳ nó đang là một thứ mà mọi người quan tâm, nó khá là phổ biến. Mọi người đi khám 6 tháng hoặc là 1 năm một lần đúng không? Thì mọi người chỉ cần thêm từ regular đằng trước giúp mình là được. Đó, thì mình sẽ không cần too much time, không cần phải dành quá nhiều thời gian để có thể nghiên cứu nữa. Ôi, thôi, đấy, biết thế chưa? Để nghiên cứu về quá khứ của gia đình mình mà mình vẫn nắm được cái thông tin sức khỏe của mình như thế nào. Ok, xong, mình đã xong cả hai body này rồi. Đó. Chúng mình có thể khử cùng viết với nhau một body trong số đó. Cùng viết với nhau một body nhá. Thử với body 1 nhá. Yeah. Rồi, ok. Chữ đang hơi to ấy, mình không nhìn lại được cái. Ê, hay là mình viết vào chính giảng bài luôn. Cũng được. Hợp lý không? Giảng bài của mình đủ chi tiết ấy. Yeah, yeah. Đây nhá. Các bạn học sinh của mình cũng khuyên, cũng hỏi mình là khi đi thi máy ấy, thì viết giảng bài như thế nào, viết vào giấy nháp hay là viết lên màn hình. Bởi vì khi các bạn đi thi máy vẫn người ta vẫn phát cho các bạn một tờ giấy nháp. Nhưng mà để cho cái quá trình nó nhanh hơn ấy, tiện hơn ấy, thì mình nghĩ là các bạn cứ nháp thẳng lên màn hình với những cái idea như thế này, mũi tên ra này. Sau đấy thì các bạn nếu có một cái dàn bài ngắn thì mình sẽ viết một cái bài dài bên dưới. Còn nếu các bạn đã có một cái dàn bài đủ dài ấy, thì thật ra là mình bắt đầu sửa cái dàn bài này là hợp lý luôn này. Lời khuyên này mới chị. Thế hả? Lần tiếp theo em đi thi máy em sẽ áp dụng. Chị làm thế đấy, chị làm thế đấy. Nice. Nó tiết kiệm thời gian dã man luôn. Body 1 đi. Some people believe that finding out about previous generations is a useful thing to do. Thế thì cái body one này thì là cái mà chúng mình đang không ủng hộ bằng cái còn lại đúng không? Thì chúng mình có thể viết theo góc nhìn của người khác. Đúng. Yeah. Một cách dễ dàng để bắt đầu nhé mọi người nhé. Suy nghĩ, đỡ phải suy nghĩ. Only one hand. Only one hand. Đó. It is understandable. Đó, chúng ta đang hiểu ý của người khác rồi mọi người. Hiểu tại sao mọi người lại như thế. Đó. Là ít paraphrase đi nhỉ. Không cần ít chúng ta giả trên cái số. That tìm hiểu về researching, doing research. Doing research. About này. On đi. On đi. Family history à? Family history em nghĩ dùng rồi thì mình có thể dùng từ lineage, kiểu dòng dõi, từ lineage. How do you spell it?
L-I-N-E-H. H. On one's lineage, nhưng nghĩ là ok. Kiểu dòng dõi của một người nào đó. Ok. One's lineage. Yeah. It's beneficial. Mm-hmm. It's beneficial. Thế thôi cũng được, hoặc là beneficial ở trên nhiều khía cạnh, ở trên một số on some aspects thì cũng được. Yeah. Như nhau thôi. Nếu mọi người muốn thì mọi người có thể tóm tắt hai cái ý mà mọi người chuẩn bị nói thành hai cái cụm danh từ. Đó, danh từ hóa khó nhất đấy. Danh từ hóa hai cái đó và chúng mình liệt kê luôn ở câu mở đoạn thì đấy là cái tốt nhất, cách tốt nhất có thể làm. Nhưng mà danh từ hóa khá là khó bởi vì mình sẽ phải biết thứ là biết nhiều từ, có khi còn phải biết từ chuyên ngành nữa nhỉ. Yeah. Nên là optional nhá, tùy. Ok, so xong câu intro, xong câu topic sentence này, first này. When, đúng không? When people have more information about inherited medical condition. Vậy. They có muốn cho can could will would they may may gain early awareness and readiness for prevention này. Chấm câu nhá. Prevention of such diseases. Được. Such diseases. Gosh. Quý vị quên spelling ấy, even when they are already in the incubation. Này đúng ngữ văn đấy. Đúng á. Hợp lý. Thì sao nhỉ? Cái gì nhỉ? When they are already in incubation. Acknowledging cái gì nhỉ? Kiểu cái sự hiểu biết đúng đắn về cái nguyên nhân gây bệnh ấy có thể giúp mình nghĩ ra ấy. Thì cái sự hiểu biết đúng đắn là gì nhỉ? Acknowledgement tính từ gì? Đúng đắn. Ừ. Em nghĩ là chỉ cần acknowledgement là được rồi. Okay. Bản thân cái từ đấy nó cũng đã là đúng đắn rồi. The cause would bring about. Lại múa chữ tí nhá. Bring about. Thay vì bring about là mang lại, em nghĩ là mình có thể nói là để họ có thể tìm được ấy. Thì sẽ hợp lý hơn nhỉ. Likely to be useful in. Tìm á, to be useful in á nhỉ. Useful in choosing á. Được, cũng được. Cũng được. The appropriate treatment. Nào. Đó, ok. Đó, mọi người xem cái idea đầu tiên của bọn mình nhá. Thì mọi người có thể thấy là khi mà mình viết ra một cái dàn bài nó chi tiết ấy, nó đã mạch lạc rồi, nó đã đủ chi tiết rồi, thì mình có thể fill luôn vào cái dàn bài này để tạo ra một cái bài mẫu, tạo ra một cái bài của mình. Trong lúc đấy ấy, thì các bạn thấy là chúng mình sẽ có một vài những cái thao tác thêm. Thứ nhất là thêm những cái từ nối, thêm dấu chấm, dấu phẩy. Và thứ hai là sửa lại một số những cái từ vựng mà bọn mình chưa nghĩ lắm, cho nó advanced ấy, cho nó kiểu sao nhỉ, xịn hơn ấy. Sang hơn ấy. Thế thôi, còn đâu về cơ bản ấy, thì bởi vì dàn bài chi tiết rồi nên là chúng mình không phải sửa gì nhiều lắm. Thế này là nó đã ổn rồi. Ok, chắc là mình sample cho các bạn một cái cách mà mình viết một nửa body một thôi. Còn full sample thì bọn mình sẽ gửi cho các bạn sau, được không nhỉ? Chúng mình có thể sẽ nâng cấp cách diễn đạt, nâng cấp từ vựng lên một xíu. Thật lòng mà nói nhé, bọn mình muốn cho mọi người xem những cái trải nghiệm mà nó thực tế nhất ấy. Nên là bọn mình cũng không quá là chuẩn bị một cái bài mẫu theo kiểu là 9.0 đâu ấy. Mà thực sự là đến đây cũng có thể là thảo luận với nhau này. Cái idea này chưa ổn có thể là đổi sang idea khác, nó chưa mạch lạc thì có thể thêm ý, sửa cho mạch lạc hơn. Từ vựng này chưa tốt thì có thể đổi sang từ vựng khác. Thì mọi người thấy tất cả những cái
giao tiếp hay tương tác của mình với An Quyên từ nãy đến giờ ấy là bọn mình đã làm ở đây một cách trực tiếp chứ không có chuẩn bị trước. Nào, thật ra thì bọn mình cho các bạn xem những cái thực tế như thế để các bạn thấy là trong cái quá trình viết bài ấy, cái chuyện mà các bạn đang phân vân về idea hay là phân vân về từ vựng và các bạn có những cái sự lựa chọn thay đổi, đấy là chuyện bình thường. Quan trọng là vẫn phải đặt tay vào viết đã. Đúng, không rồi. Lười là mãi không viết xong bài đấy, cứ đặt tay vào viết idea trước đã. Rồi ok, đây ạ, đây là cái idea đầu tiên của body 1 nhá, bọn mình viết mẫu cho mọi người xem nhá. Đó, thì đến đây không biết mọi người có muốn hỏi gì thêm nữa không về cái phần sample bọn mình vừa viết này, các idea này, các từ vựng này, hay là có muốn hỏi gì thêm về cái IELTS nữa không ấy? IELTS writing, IELTS writing nữa không ấy? Thì chúng mình sẽ có một chút thời gian để có thể Q&A một chút nhỉ? mình rất là cảm ơn các bạn nha đã theo dõi đến bây giờ nhé. Bọn mình chữa bài khoảng hơn 45-50 phút rồi đúng không? Chữa được một cái bài mà bọn mình cảm thấy cũng khá là ưng ý, bởi vì đây là thực sự là một cái đề mình nghĩ là thứ nhất vừa dài vừa khó. Nếu mà mọi người đi thi gặp cái đề này chắc là trong vòng thi cũng hơi hoảng ấy. Đúng rồi. Trong các cái buổi thi, trong các buổi chữa đề tiếp theo bọn mình cũng sẽ cố gắng tìm những cái đề mà nó khó như thế để cho mọi người idea trước, nhỡ đi thi lại gặp phải. Nhưng mà bọn mình cũng rất cần các bạn gửi đề về cho bọn mình nhé. Yeah. Mọi người cứ đề xuất thôi. Kể cả đề speaking hay writing thì đều. Tí nữa quên đấy là trưa mai đúng 12 giờ trưa thì bọn mình lại livestream speaking để chữa đề. Chủ đề ngày mai thì đơn giản hơn, video games. Nghe chủ đề đơn giản nhưng mà chưa chắc câu hỏi. Sao chị không rủ em? Em bảo ước mơ làm streamer thế mà livestream về mai... game nhưng không rủ. Mai các bạn sẽ lại nhìn thấy mặt mình và một người khác. Đấy, không phải là An Quyên. Nhưng nếu mà các bạn thích An Quyên quay trở lại, các bạn comment đi để đây mình sẽ để cho An Quyên một cái ghế ngồi đây này, ngồi góc bàn xong rồi kiểu ngó mặt vào thôi ấy. Cũng được nhở? Hứa nha, hứa nha. Có ghế nhiều mà. Setup ngay cho mình một cái ghế ra đây cái. Ok, nếu mà các bạn không có câu hỏi gì thì chúng mình sẽ kết thúc livestream ở đây này. Các bạn nhớ là trưa mai 12 giờ trưa bọn mình sẽ livestream speaking, video games. Và đương nhiên và sẽ có rất là nhiều những cái gợi ý này, từ vựng và sample nữa đến từ mình và một cô giáo nữa. Các bạn đoán xem ngày mai ai sẽ là người xuất hiện nhé. Thank you. Anh có được quà không? Quà, trời ơi. Quá lên livestream với các cô. Quá nhiều nhu cầu. Thank you An Quyên, hôm nay đã đến đây chữa bài cùng với chị. Thank you chị Quỳnh Anh. Rất công nghiệp, đúng không? Đây kịch bản bọn mình có hết rồi. Hẹn gặp An Quyên chắc phải tuần sau nữa nhỉ? Vâng. Rồi, ok. Tại vì chị lên lịch với người khác rồi. Các bạn muốn cô An Quyên quay trở lại nhớ comment thật là mạnh mẽ rồi nhé. Tạm biệt mọi người. Bye. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Bye bye.